Sư phụ, con có điều này muốn tranh lên. Sư phụ đừng nên giao đấu lại hoàng đế. Ngài đã giết chết tất cả người anh hùng mà ngài đã thác đấu. Dù thắng trận đấu, hoàng đế cũng sẽ cho người giết chết sư phụ. Tôi như ông Quang Thòa, hạ án người đã phạm tội nặng. Rồi tới về nhà đánh đập con cái mình. Nhưng nếu mình không chiến đấu, xuống bạc không, mình sẽ thắng. Thank you.